Đỉnh cao ngoại giao Việt Nam mời Bộ trưởng Pháp tham dự duyệt binh ngày 7 tháng 5, còn tung ra nhân vật nhí với màn đón tiếp siêu đặc biệt. Ai cũng biết, sau chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng. Sau 70 năm, nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Phan Văn Giang đã mời Bộ trưởng Quốc phòng, đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội Pháp do ông Sébastien Lecornu, Bộ trưởng quân đội làm trưởng đoàn có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sau khi làm việc tại thủ đô Hà Nội, chúng ta còn mời đoàn đại biểu Pháp tới thăm di tích đồi A1 năm xưa. Như vừa ngầm khẳng định, hòa bình lặp lại, chúng ta là bạn, nhưng vẫn nhắc cho Pháp không quên sự kiện lịch sử năm xưa cùng sức mạnh của Việt Nam. Đặc biệt nhất, tại đây có một cậu bé Việt Nam mặc áo cờ đỏ sao vàng, khuôn mặt dễ thương, ánh mắt sáng ngời, đã hát ca khúc Hello Việt Nam để tặng Bộ trưởng Pháp. Cậu bé đó là Ngô Tường Minh, học trường trung học cơ sở Mường Thanh tại thành phố Điện Biên Phủ. Mình chia sẻ, đến đây cháu có nghe mọi người bảo có Bộ trưởng quân đội Pháp đến, vì vậy cháu muốn hát tặng ông bài hát Hello Việt Nam. Mong muốn ông sẽ có những ngày tuyệt vời tại Điện Biên. Khi cháu hát xong, Bộ trưởng có khen rằng ca khúc thật tuyệt vời, hy vọng có thể gặp lại cháu trong tương lai. Nói về lý do chọn bài Hello Việt Nam, mình cho biết đây là bài hát khá nổi tiếng ở cả Việt Nam và nước ngoài, với nhiều lời ca ý nghĩa ca ngợi đất nước Việt Nam. Bài hát gốc được viết bằng tiếng Pháp và được dịch ra cả tiếng Anh, tiếng Việt. Em mong bài hát được lan tỏa để thêm nhiều người biết hơn nữa. Cuộc gặp gỡ giữa mình và Bộ trưởng Pháp được sắp xếp như một sự tình cờ. Nhưng thực ra đã có chuẩn bị trước, cậu bé cũng đã tập luyện rất nhiều lần để có thể gửi tặng món quà này cho Bộ trưởng Pháp. Đúng là ngoại giao Việt Nam, quá tài tình phải không các bạn? Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Thám TV, đồng hành cùng kênh để tiếp tục cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.